nghệ sĩ Đại Nghĩa, chúng ta thấy là một người nghệ sĩ với nhiều cái tất bật công việc, nhất là trong showbiz ha, phải chạy show liên tục, và nói là đã có danh với núi sông thì phải cơ cực. Thì cho nên Đại Nghĩa cũng là như vậy. Cho nên mà có một cái điều mà tất cả ngay chính sư và tất cả mọi người cũng muốn thắc mắc là cái nhân duyên nào để giúp anh đến với Phật Pháp. Xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ, vì cho một tràng pháo tay để lắng nghe. Cái nhân duyên mà để anh đến với Phật Pháp á, có lẽ là bởi vì gia đình anh vốn là một gia đình Phật tử. Từ nhỏ đã được ba mẹ dắt đi chùa. Nhưng mà có lẽ dắt đi chùa cũng như là bao nhiêu gia đình Phật tử khác thôi, tức là dắt đi chùa lễ Phật vào những ngày đầu năm hoặc là vào những cái ngày lễ lớn trong năm, chứ không có hẳn là dắt đi chùa để mình nghe, mình học giáo lý. Mặc dù ngày xưa khi ba anh còn nhỏ bằng tuổi các bạn như bây giờ khoảng mười mấy tuổi đó, thì đã có một khoảng thời gian ba anh đã từng là một người tu sĩ. Anh nghe kể lại như thế, ba anh đã từng là một người tu sĩ, đã từng xuất gia tu học khoảng đâu hình như là 3 năm, thì sau đó mới trở lại đời. Thì chính vì cái nhân duyên đó cho nên là từ nhỏ đã có một chút hạt giống của Phật Pháp nó ươm mầm từ trong mình rồi. Và ngay từ hồi còn nhỏ không biết tại làm sao cứ thích được đi chùa. Ngoài những cái ngày mà ba mẹ dắt đi chùa ra thì bản thân anh lúc đó cũng tự tìm đến chùa. Lúc đó nhà anh là ngay trên đường Nguyễn Trọng Tuyển ở quận Phú Nhuận, chùa Đại Giác, các bạn có biết không? Chùa Đại Giác ngay trên đường Nam Khởi Nghĩa đó. Thì nhà gần đó cho nên là buổi tối anh cũng tự động anh tìm đến chùa. Rồi anh vào trong đó anh coi mọi người làm gì rồi bắt chước làm theo. Còn nhỏ quá đâu có biết gì đâu. Thấy mấy cô chú lớn ngồi đọc kinh thì mình cũng bắt chước, mình sắp bằng lại mình ngồi mình đọc kinh. Rồi sau đó rồi cũng xin quyển kinh về nhà lén lén đọc. Nhưng mà bởi vì hồi là còn nhỏ mình mắc cỡ lắm, mình không có dám nói cho ba mẹ biết là về cái ý thích đó của mình, chỉ biết giữ lấy cho riêng mình thôi. Cho nên là tự động xin kinh về nhà rồi lén lén đọc, dấm dúi đọc như ăn trộm vậy đó. Rồi thích quá, có một cái bàn thờ Phật ở trong nhà cũng không biết làm sao. Rồi lúc đó là có một cái người quen tặng cho anh một cái mặt dây chuyền hình Phật Bà Quan Âm nhỏ như cái đầu ngón tay mình vậy nè. Đó, cái xong anh thích quá mà cũng không có dám nói ba mẹ là hãy làm cho con một cái bàn thờ Phật nữa. Rồi cũng tự động lấy trong cái tủ quần áo của mình á. Cái tủ quần áo nó có ba ngăn mở nắp ra vậy nè, anh dọn hết cái ngăn đầu tiên đi, bỏ dồn xuống hai ngăn dưới, rồi xong anh treo cái tượng Phật Bà nhỏ xíu cộng dây chuyền á vô bên trong cái tủ quần áo đó, xong rồi lấy một cái lon sữa bò để gạo vô bên trong, rồi lấy cây nhang, tại cây nhang dài quá nó đụng cái nóc tủ, bẻ ra làm đôi, cắm vô trong đó thắp nhang, đóng nắp lại, khôn ghê chưa. Thì các bạn tưởng tượng đi, đốt ba cây nhang mà trong cái tủ quần áo đóng kín lại vậy thì nó như thế nào? Khói bốc mù mịt đúng không, chưa kịp cháy đâu, mới khói bốc lan tỏa trong tủ bốc ra thôi là ba mẹ phát hiện ra. Ba mẹ mới mở tủ ra thấy khói bốc trong đó, rồi ra la cho một trận. Nhưng mà lúc đó bởi vì không biết tại sao mình không dám nói ra cái ý nguyện của mình, mình cũng chỉ giữ lấy trong lòng mình như vậy thôi. Rồi sau đó khi mà anh lớn hơn một chút xíu, khoảng 14 tuổi ấy, là năm học lớp 8, thì anh cũng tự tìm đến chùa Đại Giác, rồi tự vô đăng ký xin quy y làm Phật tử cái đó, xong rồi cầm cái tờ điệp á, rồi về nhà cũng giấu trong cái tủ quần áo. Cái tủ quần áo nó thần thánh lắm. Cái gì cũng giấu trong đó hết á. Đó, rồi sau này cũng ba mẹ lục tủ sắp xếp quần áo lại cho mình, rồi mới lòi ra cái tờ giấy mới biết là mình đã quy y rồi. Đó. Thì lúc đó là cũng chỉ thích, và ba mẹ cũng biết rằng mình thích đi chùa, thích đi lễ Phật. Và thậm chí lúc đó cũng đã từng nói với mẹ rằng xin mẹ cho con được đi xuất gia. Lúc đó còn nhỏ xíu à, nhưng mà nói cái điều đó ra với tất cả cái sự mà thành khẩn của mình, chứ không phải nói với một cái tâm lý của một đứa bé không biết gì. Lúc đó có thể là anh chưa biết gì về Phật Pháp, nhưng mà tự nhiên có một cái niềm gì đó thôi thúc mãnh liệt trong lòng mình. Mình muốn được sống một cuộc đời của một người tu sĩ, cho nên là xin với mẹ như vậy. Nhưng mà bởi vì anh là con một trong gia đình, cho nên là khi nghe ý định đó hồi nhỏ thì ba mẹ cũng nghĩ rằng đó là một cái ý định của trẻ con thôi. Ba mẹ cũng chỉ cười và cho qua. Rồi mẹ nói nếu giờ con đi tu thì mẹ ở với ai? Đó. Rồi còn nói chứ thôi giờ để con với ba đi tu đi. Đó. Bỏ mẹ một mình ở nhà vậy đó. Rồi đến năm lớp 12 thì khi đó là mình đã đủ sự chín chắn, đủ sự trưởng thành rồi. Thì lúc đó là một cái sự phân vân, một cái sự dằn vặt, thậm chí là dày vò trong cái tâm lý của mình, là không biết rằng
mình sẽ chọn con đường nào đây để mình đi, hoặc là mình sẽ trở thành một người tu sĩ như những gì mà mình đã mong ước từ nhỏ. Bởi vì cái chí nguyện xuất gia nó có từ khi còn nhỏ, và mãi đến lúc 18 tuổi là khi trước khi mình bước vào đời, cái ngưỡng cửa đại học á, mình vẫn còn giữ trong lòng cái chí nguyện đó. Và lúc đó anh là một lần nữa trình bày với gia đình cái ý đó của mình, là con muốn được đi tu, con muốn được xuất gia. Nhưng mà lúc đó thì khi biết rằng anh đã đủ chín chắn, đủ suy nghĩ, chứ không phải là sự bồng bột của trẻ con nữa, thì ba mẹ lúc đó lại một lần nữa khuyên, can anh, là bởi vì nhà anh không có ai cả, nếu như bây giờ anh đi rồi thì sau này khi ba mẹ lớn tuổi, ba mẹ già yếu, ai sẽ là người chăm sóc phụng dưỡng đây? Thì lúc đó anh lại một lần nữa phải đấu tranh với mình rất là nhiều để mình quyết định mình chọn một con đường khác. Anh nói phải chi lúc đó mình mà có một người anh, một người em, một người chị nào đó có thể thay mình săn sóc cho cha mẹ, thì lúc đó mình sẽ ra đi không lưu luyến. Thì đó là một cái điều mà có lẽ là rất nhiều người cũng giống như anh, bị vướng mắc về cái chuyện gia đình đó, mà mình chưa đủ sức, chưa đủ sự dũng mãnh để mình dứt bỏ, để mình đi theo cái lý tưởng xuất gia đó. Và khi anh đã tạm gác cái ý nguyện đó của mình lại, thì anh bước sang một cái con đường hoàn toàn khác, đó là bước vào cái cánh cửa của thế giới nghệ thuật, bước vào trường sân khấu điện ảnh. Thì cái con đường đó nó dẫn dắt anh đi trên một cái hành trình rất là dài của một cái người nghệ sĩ, bắt đầu từ những cái bước chập chững bước vào nghề như thế nào, rồi mình phải cố gắng, mình phải lăn lộn như thế nào để mình có được những cái sự thành công, để mình có được một cái chỗ đứng vững chắc trong cái thế giới showbiz nó hào nhoáng này. Và nếu như các bạn biết được rằng cái thế giới showbiz bên ngoài nó lộng lẫy bao nhiêu thì bên trong nó lại càng khắc nghiệt bấy nhiêu. Ở đây anh không nói về những cái mặt trái của showbiz, anh không nói về những cái mặt trái của những cái người đi lên bằng những cái con đường khác, hoặc là những cái cạnh tranh, những cái tị hiềm, những cái chiêu thức mà đạp lẫn nhau để mà đi lên. Anh không muốn nói về những cái mặt tiêu cực đó, anh chỉ nói về những cái gì tích cực nhất thôi. Thì chỉ cái chuyện tích cực trong cái thế giới showbiz thôi thì nó cũng đã vắt kiệt của mình hết tất cả mười mấy năm tuổi thanh xuân. Mười mấy năm tuổi thanh xuân, lẫn công sức, lẫn trí tuệ của mình, tất cả mọi cái mình phải dốc hết sức mình vào nó, tâm huyết với nó, với tất cả sự đam mê, sự nỗ lực, mình mới có được thành công. Để có được một như Đại Nghĩa ngày hôm nay, nó không phải là một cái chuyện dễ dàng các bạn ạ. Nhiều người nhìn vào thế giới showbiz có thể nghĩ rằng nó là một cái thế giới trải đầy hoa hồng, nơi đó có hào quang, có ánh đèn, có những tràng vỗ tay, có những cái đóa hoa mà khán giả tặng cho mình, những lời tán dương ca tụng. Nhưng để có được những cái điều đó một cách chân chính thì người nghệ sĩ phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả máu. Cho nên nhiều người khi mà nghe đến cái cách xê của giới nghệ sĩ thì sẽ ồ lên, tại sao họ làm một ngày có khi bằng tôi làm cả một tháng, thậm chí là bằng cả một năm. Nhưng mà nếu như các bạn biết được rằng để có được những cái số lương, cái số tiền đó, thì cái người đó đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ, thì các bạn sẽ thông cảm cho họ. Và thật ra trong giới nghệ thuật, trong giới nghệ sĩ, không phải ai cũng có thể đạt được cái mức đó. Những người mà các bạn biết được rằng ở cái mức thu nhập khủng, những cái mức cách xê đáng để cho mọi người ước mơ, thèm muốn, thì cái đó chỉ là một số ít thôi. Và đó là cái bề nổi chúng ta nhìn thấy. Còn ở dưới là một cái tảng băng chìm, biết bao nhiêu người còn lại khác chưa được phát sáng, chưa được khán giả biết đến. Họ phải sống âm thầm, họ phải sống cực khổ như thế nào thì chúng ta vẫn không có biết được. Và chính cái khoảng thời gian mà anh sống với nghề của mình hết sức của mình, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân và đam mê, anh mới có được thành công. Nhưng mà cũng chính cái khoảng thời gian đó lại là cái khoảng thời gian mà nó kéo mình rời xa đạo pháp nhiều nhất. Cái khoảng thời gian đó nó không phải làm cho mình tha hóa đi, bởi vì bản chất của mình vẫn là một người con Phật, mình vẫn có cái mầm móng của Phật pháp trong người mình, cái chủng tử của Phật pháp vẫn còn đó, mình không bị mất đi. Nhưng một phần nào đó mình đã quên đi cái lý tưởng ngày nào của mình. Một phần nào đó mình bị cái guồng quay của danh vọng, của hào quang, của rất là nhiều những cái sự phù phiếm và cám dỗ, nó lôi kéo mình đi. Và đến một ngày, có lẽ là do cái duyên với Phật pháp của mình vẫn còn ở đó, mình đã tình cờ mình gặp lại được giáo lý, mình đã tình cờ nghe lại được những cái điều đạo lý hay từ các vị thầy trong những cái bài giảng. Thì qua những cái bài giảng đó, một lần nữa anh lại giật mình,
anh nhìn lại cái đoạn đường mà mình đã đi qua, mười mấy năm qua mình đã làm gì, mình đã sống như thế nào, mình đã đạt được những gì rồi. Hào quang có, danh vọng có, tất cả mọi cái mình đã có, nhưng cái niềm vui thực sự mình đã có hay chưa? Cái sự an lạc tự tâm của mình đã có hay chưa? Cái sự nhẹ nhàng trong tâm hồn của mình mỗi khi đêm về mình đã có hay chưa? Hay đó chỉ là cái sự cô đơn, cái sự khắc khoải của những người nghệ sĩ khi cánh màn nhung khép lại? Các bạn nếu như đọc nhiều những cái tâm sự của những người nghệ sĩ thì các bạn sẽ thấy 99% người nghệ sĩ khi bước xuống sân khấu, khi rời xa ánh đèn, đó là sự cô đơn. Không tìm được một người bạn tri âm tri kỷ, hoặc là sẽ không có ai đó hiểu cho những cái khúc mắc, những cái gì đã ẩn sâu trong tâm hồn mình. Người nghệ sĩ vốn là một người có tâm hồn nhạy cảm, đa sầu đa cảm, cho nên để tìm được cho mình một người bạn có thể chia sẻ, có thể hiểu được những điều đó là một điều vô cùng khó khăn. Vì thế chúng ta có thể hiểu được tại sao những người nghệ sĩ khi đã có cho mình một tình yêu đôi lứa thì họ sống hết mình với cái tình yêu đó, và đôi khi cái tình yêu đó nó thất bại, họ sẽ là những cái người mà dễ dàng suy sụp nhất, thậm chí rơi vào những cái tình trạng như là bị stress, bị khủng hoảng tâm lý, thậm chí dẫn đến tự tử. Đó là cái điều rất là nhiều mà các bạn nếu như có đọc sách báo thì các bạn cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy. Thì anh cũng như thế thôi. Đó là những cái khoảng thời gian mà anh đắm chìm trong tất cả những cái cảm xúc đó, những cảm xúc mà những người nghệ sĩ hầu hết đều phải trải qua. Nếu như không có một ngày nào đó anh tự nhiên, anh tình cờ, anh có duyên anh nghe lại được một cái đĩa Phật Pháp thì có lẽ anh chưa dừng lại. Cũng may mắn anh đã kịp dừng lại khi chưa quá muộn, vào khoảng năm 2009. Thì khi đó tình cờ anh nghe lại được một cái đĩa Phật Pháp. Lúc đó anh không nhớ rõ chính xác là một cái vị thầy nào, nhưng mà tự nhiên có một cái gì đó nó thức tỉnh trong mình, nó làm cho mình phải chợt mình dừng lại, mình suy nghĩ lại những cái gì mình đã làm, nó có thật sự là đã mang lại cho mình hạnh phúc hay chưa. Thì khi đó anh mới bắt đầu anh đi quay lại, anh tìm, anh nghe những cái đĩa giảng của nhiều thầy. Lúc đó anh nghe nhiều lắm, anh chưa có biết là mình sẽ nghe ai. Anh nghe người này người kia, người này người nọ, anh nghe rồi sau đó anh mới chắt lọc lại những người thầy nào mà anh cảm giác rằng à, mình có duyên với vị thầy đó, mình nghe những cái giáo pháp của vị thầy đó nói, mình cảm được, mình thấm thía được, mình soi rọi lại được chính mình. Và khi mình nghe, mình mới nhìn lại, mình thấy mình đã sai quá nhiều trong những thời gian vừa qua. Cái sai ở đây không phải là mình đã làm cái gì đó bức hại ai, không phải là mình đã trở thành một cái người xấu ác gì, nhưng mà nó là những cái sai nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như là một cái niệm sân mình nổi lên, nếu như mình không biết đó là sai thì mình cứ tưởng rằng đó là đúng. Mình cứ nghĩ rằng khi mình giận lên như vậy, mình nói một cái lời nặng với cái người đối diện với mình, mình thỏa mãn cái sự giận của mình bởi vì mình cho rằng mình đang làm điều đúng. Thì nếu như mình không có nghe những cái điều đạo lý thì chắc chắn mình không biết rằng mình đang là sai lầm. Thì cũng may khi anh nghe lại được những cái điều mà các thầy giảng, anh mới nhìn lại từng ngày trôi qua mình đã sống đúng hay chưa. Mình mới nhận ra rằng mình còn quá nhiều những cái điều thiếu sót. Nhận ra mình sai không có nghĩa là mình sửa sai được nha các bạn. Chưa có hẳn là mình đã sửa được liền đâu. Bởi vì những cái tập khí đó mình đã huân tập từ ngày này qua ngày kia bao nhiêu tháng năm rồi, đâu phải dễ dàng trong một sớm một chiều mà mình sửa lại được liền đâu. Nhưng ít nhất biết được rằng mình có sai cái đã, để mình không có tự vẽ cho mình một cái vòng hào quang thánh thiện trên đầu. Mình không có tự chấp đôi cánh cho mình, mình không có tự nghĩ mình là thiên thần sắp về trời tới nơi. Mình biết rằng mình vẫn còn là một phàm phu tục tử, vẫn còn rất là nhiều những điều xấu xa. Chỉ là mình biết mình xấu để mình không xấu hơn mà thôi. Và từ đó mình sẽ có cách mình làm cho mình bớt xấu đi qua từng ngày. Và bằng cách nào đó thì đó còn là một cái chuỗi hành trình dài sau này nữa. Đó là một ít điều con chia sẻ với tất cả các bạn trẻ ở đây. Cái nhân duyên mà con đến với Phật Pháp như thế nào thưa sư ạ? Cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa rất nhiều. Và kính thưa quý vị, quả thật là như vậy. Có những cái gọi là mà chúng ta phải nhận định đó. Có những người nói là anh theo tôn giáo, người kia nói là anh theo tôn giáo rồi anh chấp vào trong cái tôn giáo, cái đạo của anh. Và tôi không có nhu cầu tôi phải theo tôn giáo, tôi sống như vậy đó, tôi tin và tôi làm những điều thiện, những điều lành là đủ rồi. Tôi đâu có nhu cầu phải tin Phật, tôi cũng nhu cầu phải tin làm cái điều này đúng, điều này sai, điều này là không nên, không phải. Kính thưa quý vị,
ở trong đạo Phật có một cái gọi là chấp, tức là chấp không, chấp có rầy rà. Thì tức là chúng ta theo Phật giáo để trở thành một người Phật tử thuần thành để sống đời thiện đức. Và chúng ta theo Phật giáo chúng ta cảm gọi là chấp đi, là chấp vào cái đạo để theo Phật giáo. Rồi chúng ta thấy là Đức Phật là number one, trở thành Phật tử chúng ta là cái người đạo đức. Và cái người ta gọi là không có theo Phật giáo, không có theo đạo, cũng không theo tôn giáo gì hết, và họ đó là một, cũng là một cái dạng dạng chấp. Tức là chấp không cũng là chấp, và chấp có cũng là chấp. Và chúng ta là cái người nhận định, chúng ta thấy rằng cái đạo Phật, cái con đường đi của Đức Thế Tôn và cái giáo lý để giúp chúng ta thể sống hạnh phúc hơn, sẽ sống mình có giá trị hơn, và mình nhận chân được đâu điều là đúng, đâu là sai. Và đó là cái chấp mà đáng chấp. Chấp để chúng ta nương tựa, chúng ta có một cái điểm tựa. Bởi vì chúng ta không chấp hay là chấp gì cũng là chấp. Theo ý nghĩa của đạo Phật là như vậy. Vì cho nên cái việc mà chúng ta nhận định theo lời chia sẻ của Đại Nghĩa là một ngày nào đó ảnh bừng ngộ, ảnh nhớ sực là mình đã từng là một Phật tử, mình đã từng là một đứa trẻ đi chùa. Và chúng ta cũng như vậy, có một ngày nào đó chúng ta có thể tham dự cái khóa tu này, đến một ngày chúng ta phải tất bật bon chen với công việc, với đời sống thường nhật, chúng ta không còn thời gian, không còn cơ hội để ngồi lại bên nhau như thế này, để nghe những lời chia sẻ của quý thầy, quý sư cô, những lời pháp như thế này. Đến một ngày nào đó chúng ta đến khi 60 tuổi, 70 tuổi, đến khi chúng ta không còn điểm tựa tâm linh, chúng ta không còn biết nương vào đâu nữa, thì ngày hôm nay chính là cái ngày mà chúng ta sẽ là cái ngày thơ ấu của Đại Nghĩa hồi xưa. Đúng không ạ? Cho nên sư hy vọng rằng chúng ta dù như thế nào đi nữa, chúng ta hãy nguyện có một điểm tựa tâm linh cho đời mình, và nương vào cái giáo lý của Đức Phật. Đó là những điều đạo đức sống thiện lành. Và cho nên coi gọi là đạo Phật không phải ở trên trời, đạo Phật cũng không có ở dưới đất, mà đạo Phật ngay chính trong trái tim của chúng ta.